bây giờ quay trở lại câu chuyện của chúng ta, anh thì xuất hiện cũng gọi là cũng rất nhiều ở trên các phương tiện truyền thông của người Việt Nam ở đây để cho mọi người hiểu về cái công việc của cảnh sát, yeah. cũng như là cũng nhiều ở trên các phương tiện của báo chí chính nguồn nữa. Yeah. Nhưng mà đối với Phố Bồ Sa TV là đầu tiên. Yeah. Anh Phương nói đôi chút về về anh thôi, anh Phương. Anh qua Mỹ từ yeah. thế nào, gia đình đã làm sao? Thì Phương qua Mỹ hồi Phương rời Việt Nam hồi 84, đi vượt biên. Thì cũng ở đảo và lúc mấy đó, tháng. Có thể hỏi là lúc đó còn lớn hay nhỏ bao nhiêu? Phương sinh năm 73 thì lúc Phương, vậy là không có gì bí mật. Yeah. Phương sinh năm 73 thì rồi, 11 tuổi Phương đi rồi, rồi. Xong rồi đi vượt biên với ba qua đây, rồi mẹ Phương có một người chị, mẹ và chị Phương thì ở lại Việt Nam. Thì sau một thời gian năm 91 mẹ Phương cũng đi vượt biên qua đây. Thì gia đình đoàn tụ. Rồi sau đó thì nói thật, từ nhỏ đến lớn Phương không có bao giờ nghĩ đến mình sẽ lớn lên làm cảnh sát. Không nghĩ vậy hả? Dạ, thì trong gia đình Việt Nam mình ai cũng... Bố anh Phương là nghề gì, có liên quan tới cảnh sát không? Dạ không, ba Phương hồi ở Việt Nam thì bên làm quốc gia hành chính, ba cũng là phó quận gì đó. Xong rồi ba Phương qua đây thì cũng buôn bán thôi. Rồi mẹ Phương qua đây một thời gian cũng làm nail. Thì sau đó thì Phương đi học thì ba Phương cái ước mộng của ba Phương là muốn Phương làm luật sư. Thì sau đó thì Phương đi học high school thì rất thích về máy bay thì muốn làm kỹ sư. Nhưng mình có đi học lúc mà trung học mình đi học cái trường high school nó đào tạo để cho đi lúc mà lên đại học để làm kỹ sư, đi học kỹ sư đó, thì mình lúc trong cái thời gian đó mình mới biết là mình không có thích học kỹ sư. Rồi nên mới đi học business, học thương mại, muốn làm thương mại như với ba. Xong rồi thời gian đó thì trong trước khi gần ra trường đó thì thấy mình đi những cái chỗ mà nó tuyển người đó, thì đi vào thấy một cái chỗ làm bên immigration thì mình cảm thấy cái này giống như thích hợp như mình. Thì lúc đó thì Phương mới ở gần Westminster này, thì mình thấy mình là người gốc Việt, mình có khả năng nói tiếng Việt, thì bây giờ mình mới vô sở cảnh sát Westminster hỏi là nếu mà tôi muốn lên làm cảnh sát thì thế nào. Thì sau đó từng 2 tuần sau nó interview thì Phương được, rồi 2 tháng sau lại vô trường cảnh sát liền. Thì là lúc đó mình thấy rất là, lúc đó là anh đang học hay đang làm? Vừa mới ra trường. Vừa mới ra trường. Ra trường. Mà lúc đó trung cũng học hay là trường? College, đại học á. À, dạ, trường đại học. Ở ngành gì? Phương học về International Business Finance. À. Nói chung là trường ngân hàng rồi này kia đó. Rồi vừa ra trường xong là 2 tháng sau là vô trường cảnh sát liền. Thì lúc đó mình cũng thấy cũng hơi khó cho mình, là tại vì mình không có hồi đó giờ chưa có biết gì cảnh sát, chưa có biết học hỏi, chưa có biết gì. Hồi nhỏ có thích chơi súng không? Không, không có, Phương không có chơi súng. Chơi của anh có súng không? Không có súng, không có, cũng không có biết về lính này kia, thành ra không có nghĩ đó. Nhưng mà thì lúc đầu đi vô học trường cảnh sát thì thấy cũng khó khăn, nhưng mà sau đó rồi cũng quen. Có võ không? Cũng có, nó cũng có dạy mình. Trước đó anh có học võ không? Hồi nhỏ thì đấy chứ võ thì không có, nhưng mà trong trường cảnh sát cũng có dạy mình cách bẻ tay hay là này kia, thì cái đó cũng có. Nhưng mà thật sự mình không có xài nhiều, mình biết vài cái, nhưng mà không phải là đi cảnh sát mình cần phải có võ. Không cần. Nhỏ, không cần. Cái điều kiện của được tuyển vào cảnh sát là người ta tưởng là phải có võ. À, dạ không, tại biết bắn súng gọi là trăm phát trúng trăm vân vân. Thì cái đó trong trường có dạy. Vào trường mới dạ, học. Trường dạy. Tại vì mình đi làm cảnh sát đâu phải mình ra đường mình đánh tay đôi với người ta đâu, mình có võ. Nhưng mà có dạy. Yeah. Mình ở trong trường cảnh sát có học. Anh nói là qua từ hồi lúc 11 tuổi, bây giờ cũng lớn, mà tại sao mà có thể nói được tiếng Việt tốt như vậy? Yeah. Thì là ở Việt Nam là Phương học đến lớp 5 rồi thì cũng nói với lại ở nhà mình nói tiếng Việt nhiều. Và đi làm ở đây đó, Phương tiếp xúc với cộng đồng nhiều, và Phương thấy tiếng Việt của Phương bây giờ giỏi hơn hồi đó là tại vì được tiếp xúc nhiều với cộng đồng. Công việc của anh là phải tiếp xúc nhiều với cộng đồng. Dạ. Nên giỏi tiếng Việt và cần dạ. tiếng Việt. Dạ, tại vì ở cái thành phố mình ở đây thấy là nói chung là đây là thành phố Việt Nam, người Việt đông, cái gì cũng có dịch vụ tiếng Việt, rất cần người nói tiếng Việt.
Trong khi đó có những ngành khác hoặc là có những phụ huynh khác cho rằng là con em của họ cũng không cần phải nói tiếng Việt, tại vì lớn lên, sinh ra lớn lên ở đây rồi sẽ đi làm ở đây, công việc ở đây, cho nên là có cũng được, không có cũng được. Anh nghĩ sao về quan điểm đó? Theo Phương thì mình biết càng nhiều càng tốt. Không phải là thì con ở Mỹ thì mình cần phải biết tiếng Mỹ, tại vì đâu phải ai cũng ở khu này, thì chỉ có khu này thì người Việt nhiều thì mình cần. Nhưng mà ở khu này thì biết được thì tốt, tại vì những cái dịch vụ ở đây rất là cần thiết, những cái người biết nói tiếng Việt giống như tiếng tiếng Mẹ, Hispanic, tiếng Spanish. Thì nếu mà ở đây thì biết thì tốt, chứ không mà thí dụ không có biết như ở nhà mình biết thêm một cái thứ tiếng thì cũng đâu có mất mát. Nên Phương nghĩ cái đó là cái chuyện tốt chứ không phải là cái gì xấu hết. Anh đi vào cái ngành cảnh sát như vậy đó, thì từ một cái ngành là finance nhảy qua cảnh sát, gia đình lúc đó có biết cái quyết định của anh hay không? Và yeah, và họ lúc đó chắc là bố mẹ có cái quan điểm như thế nào về chuyện đó? Dạ, yeah, thì Phương có nói chuyện với ba mẹ, thì Phương là ở trong gia đình chỉ có hai người con, một người con trai và một người con gái. Thì ba Phương thì rất là ủng hộ cái sự mà cái lựa chọn của Phương. Thì dù sao thì nó cũng là một cái nghề, thì mà cũng đâu phải là dễ được vô làm cảnh sát, thì cái đó là cũng một cái hãnh diện. Nhưng mà mẹ Phương thì dù cho ủng hộ cái sự lựa chọn, nhưng mà mẹ Phương nói là cũng như không có thích, là tại vì sợ nguy hiểm. Thì nhưng mà rồi đó thì cái đó là cũng là lựa chọn của Phương. Rồi về sau này những người thân khác, ví dụ như là gia đình, vợ con như thế nào, thì quan điểm như thế nào? Thì Phương lúc mới đi làm thì lúc đó bạn quen vợ Phương, thì vợ Phương lại thích người đàn ông cảnh sát viên. Chứ không phải là sợ. Nhưng mà thì cũng sợ chứ, thì mình đi làm mà, thì nhiều khi mình thấy như anh thấy đã trong TV, nhiều cảnh sát bị giết hoặc là bị tai nạn xảy ra, thì mình tại vì cái nghề của mình đi tiếp xúc nhiều và thấy những cái chuyện đó nhiều, thì nhưng mà đối với Phương đó thì Phương không có nghĩ đến, nhưng mà mình cũng nghĩ đến gia đình mình, ví dụ có chuyện gì xảy ra đến mình thì con cái, vợ mình, gia đình mình thế nào, thì vợ Phương cũng sợ chứ, và lúc nào mà cũng nghĩ đến. Phương nghĩ cái đó cũng là cái số mạng thôi, thì nhiều khi cái chuyện gì nó đến mình thì nó đến, như khi mình cũng không có biết được. Nói về cái việc nguy hiểm của cảnh sát thì rõ ràng là nó rình rập mỗi ngày. Dạ. Mỗi ngày đi ra khỏi nhà là chưa biết chuyện gì nó sẽ xảy ra trong ngày hôm đó. Dạ. Chưa biết mình sẽ gặp ai, gặp tội phạm nào. Dạ. Mỗi lần anh đi ra khỏi nhà anh có cái suy nghĩ nào đó hay không, hay là nó riết rồi quen rồi? Dạ, thì cũng quen, thì nói chung nếu mà mình không nghĩ đến là cái đó là mình nói thật thì Phương cũng nghĩ đến, thì sáng nào Phương cũng Phương có đạo, thì sáng nào Phương trước khi đi làm xuống lầu có cái tượng Đức Mẹ, trước nào sáng nào sáng Phương cũng nói một cái lời cầu nguyện trước khi đi làm. Mà nói mà nghĩ đến thì Phương cũng nghĩ đến, nhưng mà mình biết là mình là một cái người kiểu bằng professional, một cái người giống như bất cứ như bác sĩ thì người ta biết làm việc của người ta, thì Phương là một cái người cảnh sát viên thì Phương biết làm việc của Phương, và mình biết làm thế nào để cho mình được an toàn, thì mình cũng tập, mình cũng học hỏi thêm để cho những cái gì mình làm nó an toàn cho mình hơn. Nhưng mà nhiều khi cái chuyện nó đến thì mình cũng phải biết làm thế nào để mình đối phó với những cái chuyện đó. Thành ra cái nhiều khi người ta hỏi tại sao cảnh sát phải làm vậy với người dân, thì cái đó là cái sự mình phải làm để cho mình bảo vệ cái bản thân mình. Đó là những câu hỏi sắp tới đó. Yeah. Nhưng mà bây giờ quay lại một chút xíu cái căn bản hơn là cái tiêu chuẩn để mà được nhận vào cảnh sát là như thế nào thưa anh? Thì cái căn bản á là ở tiểu bang Cali thôi nhá, thì mỗi tiểu bang nó có một cái đòi hỏi riêng. Thì ở Cali á, thì chỉ cần là 21 tuổi, có bằng học trung học, bằng lái, thì cái đó là cái basic thôi. Nhưng mà thì lúc mà đi xin vô việc làm nó cái khó nữa là cái lý lịch phải là tốt, và
nó phải bác sĩ tâm thần cũng phải 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 coi chứng nhận mình. là mình không có bị vấn đề tâm thần. Nói thật thì cũng khó chứ không phải là dễ. Cái background check khi mình coi cái lý lịch, cái phần đó Anh nói cái chữ cũng lý lịch, muốn hỏi rất rõ về cái chuyện là lý lịch tốt nghĩa là sao? Có nghĩa là anh phải là, nếu nói một cái hiểu một cách nào đó, anh có phải là có quen biết hay là con của người này người khác giới thiệu hay là như thế nào? Không không phải là phải quen biết và người nào, nhưng mà phải có cái mà hồi đó giờ chưa có làm gì bậy bạ đó, chưa có bị bắt, chưa có hút sách hoặc là những cái phương nói lý lịch là cái đó Lý lịch là tức là lý lịch sạch đó, là không có phạm tội, chứ không có phải, cần phải có một sự giới thiệu nào đó, gửi không gắm nào đó. dạ không ví dụ mà cũng có người giới thiệu, mà giới thiệu vô mà cái mỗi cái người không có sạch thì cũng không có được. Khi mà được nhận cái sự đào tạo, cái training của cảnh sát là như thế nào thưa anh? Thì Bao lâu và những cái gì? người nào mà chưa đi học trường cảnh sát phải đi vô học cái trường cảnh sát, cái training Police Academy đó là phải trong đó khoảng 6 tháng. 6 6 tháng tháng thôi. thì luyện 6 tháng. 6 tháng ra rồi mình phải đi Trong đó 6 tháng mình học những cái gì? những cái luật Học về luật. những cái luật và cái cách cảnh sát ra đường đối phó làm sao, bắn bắn nhiều lắm, bắn súng và võ. Và người giống như đi lính vậy đó, đi trường trường lính vậy đó. Người ta đào tạo cho cái đầu óc mình cái bằng nhiều khi mình bỏ mình trong cái Trong hay cái bị tình stress huống. ở trong cái tình huống đó thì mình phải biết đối phó làm sao và phải làm thế nào. Thì nói thật 6 tháng rất là ở trong đó, lúc mà mình ở trong đó thấy là rất là lâu, nhưng mà thật sự 6 tháng Phương nghĩ là cái đó là cũng gần short. Nhưng mà sau cái 6 tháng đó đó ra mình phải đi là tập mà khi mà tập luyện ở trong sở cảnh sát, mà khi bằng on the job á thì mình phải về sở cảnh sát này nó train mình thêm là 3 tháng nữa. Thì trong 3 tháng đó 17 tuần đó thì mình phải có từng giai đoạn, thì cái đó là mình thực tập đó, cái bằng thực tập rồi mình phải pass cái đó. Thì sau cái đó thì mình phải mình mới được đi ra làm riêng một mình. Thì trong cái thời gian người ta được làm riêng, nhưng mà trong cái thời gian mình làm riêng một mình đó, mình phải là có làm việc tốt trong vòng 1 năm đó, nếu mà ấy 1 năm rưỡi, nếu mà trong vòng 1 năm rưỡi đó mình làm không được người ta cũng có thể bỏ sa thải mình. Rồi, như vậy là tóm lại á, là mình sau khi mình được tuyển vào mình sẽ Thực đi tập đi đi học học 6 tháng, thực tập 3 tháng và làm có thể gọi là làm thử nghiệm 1 năm rưỡi, sau đó được nhận vào. trong cái 1 năm rưỡi đó là tính luôn từ cái khúc mà mình bắt đầu thực tập. Như vậy thì là những cái khóa học như vậy chứ không phải là một cái gọi gì gọi là một cái trường đại học cảnh sát, university này Không, chẳng tại hạn. vì nếu mà đại học cảnh sát thì đại học muốn ra cái bằng với 4 năm. À, Người nó ta có ngành đại không, học nào nó riêng về cảnh có sát hay cái, không thưa? nó không phải là cái major cái bằng cái ngành, nó không có ngành. Nếu mà học nó có ngành luật cái bằng thường cảnh sát hay học cái ngành criminal justice, Criminal justice. học về luật thì có cái ngành đó. Nhưng mà cái nói về làm cảnh sát thì mình trong cái trường huấn luyện làm mấy người cảnh sát chứ không phải là học về về cái Criminal justice major thì lại là ra để làm những công việc khác nữa. nhưng mà cái đó không phải là cảnh sát riêng, không. Thành ra cảnh thì mình đi học cái trường huấn luyện cảnh sát nó không phải là một cái ngại cái như đi học một cái kỹ sư hay là cái gì đó. Thành ra nó không có phải tốn là 4 năm để có cái bằng đó. Cái này cái trường huấn luyện thôi. Ở trên đường thì chúng ta thấy có nhiều nhiều sắc phục cảnh sát khác nhau, có cảnh sát thành phố, có cảnh sát của quận, có cảnh sát của tiểu bang, của liên bang vân vân. Anh có thể lược sơ một cách căn bản những cảnh sát nào mình có thể phân biệt được thôi anh? Thì nói chung thì ở bên bên liên bang đó thì như cảnh sát liên bang thì như bên FBI là của liên bang nhé. Cảnh sát điều tra liên bang. DEA là Drug Enforcement Agency là của liên bang, hoặc là bên immigration Là về di về trú. di trú đó cũng là bên bên liên bang. Còn tiểu bang á, thì thường có là Highway Patrol, Là mấy người mấy cảnh người sát giao mà thông ở ngoài xa lộ đó, trên xa là lộ. cái đó là của tiểu bang. Rồi thường ở trong quận Những á, người cảnh sát trên xa lộ đó chỉ đi trên xa lộ mà thôi, không đi vào bên trong. với lại người ta
đi những cái thành phố mà không có cái sở cảnh sát riêng đó thì phải mướn bên quận nó vô làm, thì còn còn bên giao thông thì bên bên Highway Patrol nó Nhưng mà quản. nói là vậy chứ thật ra khi mà họ đi tuần ở trên xa lộ như vậy, nhưng mà nếu mà cần phải rượt theo tội phạm thì họ có thể mà vào bất cứ chỗ nào Dạ chứ không đúng, phải thì là tại vì hết nói cái chung là Phương là cảnh sát, Phương làm cho cái thành phố Westminster, nhưng mà Phương cái quyền của Phương là cả tiểu bang Cali chứ không phải là Westminster không. Thì tại vì cái nó từ tiểu bang nó cho ra những cái quy lực cho cảnh sát thì từ tiểu bang ra. Nhưng mà anh nói Phương, tiếp sau ok, cái cảnh sát Highway thì mỗi Patrol. thành phố có cảnh sát riêng. Thành phố như ở đây thì Westminster có sở cảnh sát riêng của thành phố Westminster. Garden Grove có cảnh sát riêng của thành phố Garden Grove, thì cái đó là cảnh sát thành phố. Rồi cảnh sát tiểu bang thì như Phương nói là kiểu Highway Patrol, còn bên quận á, là kêu bằng Sheriff. Thì Sheriff nói chung là chuyên môn lo về bên tù và tòa. Thì trong đó trong quận á, có nhiều cái thành phố mà không có cái, không có cái thành phố nhỏ thì người ta không có cái ngân Sở cảnh khoản sát riêng. và để cho có một cái sở cảnh sát riêng đó, thì người ta bên quận và mướn bên quận qua coi làm cảnh sát. Nhưng mà quận Sheriff chuyên môn về về bên tòa và tù. Thành ra thường cảnh sát thành phố thì thấy hay mặc đồng phục màu xanh đậm này, còn Highway Patrol thì mặc màu màu màu, màu vàng vàng đó, vàng lợt đó, như cái ly này nè. Và quận thì mặc cái áo màu xanh xanh lá cây đậm. Thì thường là ba cái màu đó, màu màu green là màu xanh lá cây, màu xanh đậm này thường thường cảnh sát thành phố thì nó là, mà cũng có nhiều khi mặc màu đen nhưng mà đa số là màu xanh đậm. Mỗi loại cảnh sát chắc chắn là sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, một cái công việc riêng là sẽ khá phức tạp để đi vào cái chi tiết đó. Riêng cảnh sát của thành phố, ở đây là cảnh sát thành phố Westminster chẳng hạn, như anh là một vị cảnh sát như vậy thì công việc của anh, công việc hàng ngày của anh là gì thưa anh? Thì trong sở cảnh sát có nhiều đơn vị, thì đơn vị nói chung là thí dụ như bên điều tra, bên trong điều tra nó có nhiều chi nhánh như ma túy này kia thì cũng thuộc về bên điều tra kia bằng investigation hoặc là thám tử đó. Rồi có bên giao thông thì giao thông là chuyên môn lo về mấy cái cảnh sát viên mà đi mô tô đó, thì cho giấy phạt những người mà đại hậu đó, hoặc là điều tra những cái vụ đụng đụng xe. Rồi ngoài đó thì có patrol, patrol là như Phương nè, Phương làm ở ngoài đường. Thì ở ngoài đường đó thì như thành phố đây chia ra từng khu, Tức là thì đi tuần tra đó, dạ đi đi tuần tra đi đó kiểm tra mọi đúng. người đó. Thì hàng ngày như bất cứ người dân ở trong thành phố cần cái gì mà cần đến cảnh sát, người ta gọi gọi số thường hoặc là gọi số khẩn cấp như 911 đó. Thì như chẳng hạn thì ở cái tiệm bên kia bị cướp hoặc là ở nhà kia bị ăn trộm, người ta cần cảnh sát thì người ta tội gọi vô tổng đài, thì tổng đài gọi gửi người như Phương, những người tuần tra đó tùy theo cái khu nào thì gửi những cảnh sát viên mà làm trong khu đó để đến làm giấy tờ. Thì đến làm giấy tờ phỏng vấn xong đó, thì mình viết bài lên thì mình gửi cho bên điều tra, thì để bên điều tra thêm. Thì cái nhiệm vụ Phương thì ở ngoài, Phương làm ở ngoài đường nhiều, thì Phương làm mấy khu phường bộ phố Bô Sa nhiều, là thì Phương biết nói tiếng Việt. Thì cái nhiệm vụ Phương là hàng ngày như bất cứ như ai cần cảnh sát gọi đến, thì nếu mà Phương đến trong chỗ Phương thì Phương đến, hoặc là ngoài nhiều khi có lúc mà người ta không gọi thì mình phải kiếm cái gì mình làm, như mình phạt những cái người lái xe không đúng luật, hoặc là mình đi bắt những người làm sai luật gì đó, hoặc là những trộm cướp gì mình thấy, hoặc là mình ngăn chặn được cái một cái chuyện gì đó, thì mình trộm cướp thì mình đi đi tuần, nếu như mình đi tuần đi bắt mấy cái người đó. Thì cả ngày Vương thì lúc nào cũng có việc để làm, người ta gọi vô hoặc là mình đi kiếm cái gì mình làm, thì nói chung là mình phục vụ cho thành phố, thì mình làm sao đó kiếm cái cách nào biện pháp nào để cho thành phố mình được an toàn hơn, người dân được an toàn hơn. Và kể cả luôn nói rõ luôn là kể cả cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng là đang làm nhiệm vụ chứ không phải là ngồi uống cà phê nói chuyện chơi. Do vậy chúng ta thấy anh Phương đang ở trong cái đồng phục của cảnh sát và phía xa xa đằng sau là chiếc xe cảnh sát. Hy vọng chúng ta sẽ được tham quan cái bên trong của chiếc xe cảnh sát như thế nào sau buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Và do vậy chúng ta thấy là anh Phương là cái người lo về khu vực này, cho nên là người dân Bonsa ở đây thì thường rất là quen mặt với anh Phương. À, như là một người trong nhà, đi tới đâu người ta cũng hình như cũng biết và say hi. Dạ, thì Phương làm ở đây là mười mấy năm rồi, năm nay là 18, năm thứ 18. Thành ra nói chung ở khu vực thành phố Westminster, chỗ nào Phương cũng biết, đường nào cũng biết, về chỗ ăn ngon, quán uống ngon, chỗ nào Phương cũng biết. Thì nói khách chung du lịch tới đây nếu không kiếm được quán ăn như ý muốn và chưa có biết ai cả, dạ đúng, vô sở cảnh sát hỏi anh Phương phạt, hỏi Phương làm luôn cả nhiệm vụ đó luôn, mà phải mời anh Phương đi mới được. Đó, không, mà nói chung thì mình làm đây thì cái ngoài ra, ngoài cái việc mà mình đi tuần hay là mình đi giúp cái này kia, thì mình cũng phải quen biết những người có, những người ở đây và những cái người có cơ sở ở đây, thì mình phải biết những người đó, mình phải biết cư dân ở đây để mình mới học hỏi thêm, và mình biết thêm là cái chỗ nào có chuyện gì hoặc là mình có thể làm gì để giúp họ. Quen biết với họ ở một cách thân tình như vậy, người ta mới dễ dàng để mà báo cho mình biết những cái chuyện gì cần phải. Thì nhất là người Việt mình không có thích nói nhiều, không có thích khi mà người ta nhiều chuyện đó. Người ta hay nói tới chuyện đó, anh nói, cái chuyện đó có thật không anh? Người ta nói là bình thường những cái sắc dân khác nếu mà có chuyện gì hay là cảnh có ăn cướp, ăn trộm gì là người ta báo ngay, còn người Việt Nam mình thì thường thường là né tránh không nói chuyện đó. Dạ, nhiều khi sợ bị trả thù hay là gì, hoặc là cũng như lại không có biết nói cái tiếng Việt nhiều, tiếng Anh nhiều thì cũng khó nói. Có một cái người tiếng Việt hoặc là cái người mà mình thấy có cảm tình, mình thân thuộc, mình dễ tin tưởng được, dễ nói hơn. Thành ra Phương thấy cái đó là một cái điều tốt, nếu mà mình có cảnh sát viên mà nói tiếng Việt được thì sẽ thật sự tốt cho mình. Thì Phương cũng là một cái người phóng viên kia tiếng Việt cho đại diện cho thông cảnh sát, thông dịch viên, và cũng là một cái người mà kêu bằng ở trong sở cảnh sát có những người mà đại diện cho sở cảnh sát để nói chuyện với báo chí đó này kia, thì Phương làm bên tiếng Việt đó, thì Phương làm cái người đó. Do vậy chúng ta mới có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hồi nãy anh nói là ngay cả trong sở cảnh sát Westminster đi nữa cũng có nhiều cái nhiệm vụ khác nhau cho các nhóm cảnh sát khác nhau. Anh thì làm về patrol. Nhưng mà có khi nào cần á thì có thể làm qua cái công việc của cái nhiệm vụ của nhóm khác hay không anh? Thí dụ như anh không phải là người đi bắt những chiếc xe trên đường chạy gọi là không có đúng luật, nhưng mà trên đường anh đi anh thấy những người như vậy, thí dụ như vượt đèn đỏ hay là không đừng stop sign vẫn được, tại vì như Phương nói nãy chứ, ngoài cái việc Phương làm patrol thì Phương chạy trên đường mà thấy một cái xe vượt đèn đỏ hay là người nói chuyện trên trên phone, Phương có quyền bắt lại chứ. Về Phương cũng phạt chứ không phải là chỉ mình đi tuần tra nói chuyện phạt. Thường thường anh đi ở cái khu phố này nè, anh thường thường anh phạt là cái gì nhiều? Bây giờ á, Phương hay thấy phone, text phone và nói chuyện phone ở trên xe, vừa text phải không? Với lại hay quẹo mấy cái đèn đỏ mà không ngừng á, thường không phải là vượt đèn đỏ mà hay mà quẹo phải. Quẹo phải khi đèn đỏ phải ngừng lại. Cái đó Phương thấy nhiều, mà bây giờ Phương vẫn thấy người dân lái xe trên phố Bosa là nói chuyện điện thoại hay còn nhiều, hoặc là texting nhiều hả? Texting thì, like Twitter hay là Facebook này nọ hay không? Text và phone là tại vì posting Facebook được không? Thì quý vị chưa có thấy cái sự nguy hiểm của lái xe mà nói chuyện phone cho đến khi một cái tai nạn xảy ra mới biết. Cái đó là nhiều nhất. Cái đó mình cái đó thì bao nhiêu tiền? Phương không có rõ cái phạt, không rõ cái tax, hình như là 150 tính này kia vô, hình như nghe người ta nói cũng là 200 mấy. Có bao giờ bị cái đó có đến nỗi bị phải phạt giam không anh? Không cái đó không. Lặp lại. Thí dụ như lặp lại 1-2 lần có cái nặng không? Càng nhiều thì cái tiền phạt nó tăng lên thì phải, chứ phạt xe mình không có bị giam, cái đó là cái không phải là một cái hình sự. Cái mà cái infraction cho tới khi đụng xe, đụng xe cũng vậy, đụng xe mà lái xe uống rượu đụng xe cái đó mới có thể bị giam. Vấn đề uống rượu thì sao, anh có thường hay gặp có cái đó? Phương cũng thấy như nhất là cuối tuần hoặc là ban đêm thấy cái uống rượu lái xe gây ra tai nạn, hoặc là uống rượu lái xe cái đó có nhiều.
Thì quý vị nào mà uống rượu xin đừng lái xe, tốn tiền mà lại bị ở tù, bị treo bằng nữa. Cái đề tài uống rượu lái xe chắc có lẽ là sẽ có một cái hôm nói chuyện với anh Phương thêm. Đó là cả một cái đề tài rất nhiều người quan tâm. Nó rất là nhức đầu khi mà vướng vào cái việc đó, mặc dù có người bị lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng mà đôi khi thấy ở trong khu vực Westminster cũng như Garden Grove có những cái quán rượu, có những quán nhậu, thì nếu mà người bán thì phải bán cho người uống, mà nếu mà uống xong ra bị cảnh sát bắt thì phải sao? Thì cái người nào lái xe thì cái người đó bị, nhưng mà có cái luật là rằng nếu cái người bán rượu mà thấy cái người này say rượu quá mà vẫn bán thì cái người bán có thể bị phạt. Tại vì mình biết người ta uống say quá, mình cứ cố bán cho người ta, cái đó là không được, cũng bị phạt. Nếu mà phát hiện ra. Nhưng mà cảnh sát có quyền gọi là đậu xe ngay đằng trước mấy cái quán. Nói chung mình không có thể mình ngồi đó mình canh được, như thấy người ta đi ra mình đi theo cái đó thì mình không có làm gì được. Nhưng mà thí dụ mình ở ngoài đường mình thấy xe mà chạy lạng lạng qua lạng lại thì mình, tại vì mình không phải là bất cứ, không phải mình muốn chặn ai mình chặn, thì phải có cái lý do mình mới chặn. Thì lúc, phải có lý do. Giống như một cái người đó mình thấy người ta là nói chuyện điện thoại rồi, cái đó là lý do thì mình chặn cái người đó là tại vì nói chuyện điện thoại. Nhưng mà lúc mà đến nói chuyện mình thấy người cái rượu hoặc là mình thấy người ta chạy lạng qua lạng lại thì mình chặn cái lý do đó, nhưng mà đến đó thì mình thấy có rượu, nghe nói tiếng nói hơi thở có rượu thì từ đó thì mình sẽ điều tra thêm. Khi mà cảnh sát chặn lại rồi thì nó lòi ra nhiều chuyện gì thì chỉ có trời biết thôi. Nhưng mà cái này Phương sẵn Phương nói luôn, nếu mà quý vị nào mà lái xe mà thấy xe cảnh sát ở ngoài sau mà có đèn xanh, đèn đỏ hoặc đèn chớp hoặc là còi đó, quý vị phải tấp vào lề bên phải. Nếu mà cái trường hợp mà không có thể tấp bên phải được thì quý vị có thể đậu đó, cũng như là không có tránh được thì phải đậu đó thôi. Nhưng mà Phương thấy cái trường hợp là nhiều chạy xe ở ngoài sau mà thấy mình cảnh sát ở ngoài sau mà hú còi vẫn đèn lên mà vẫn quý vị chạy. Vẫn tiếp tục chạy, không tấp vô mà hỏi thì ô tôi không biết. Nhưng mà thật cái đó là cái đầu tiên mà quý vị phải biết, còn nên biết lúc mà đi thi lái xe. Đi thi lái xe phải biết rồi mới được mới được đậu. Thành ra nên nếu mà thấy cảnh sát dù cho mình không có biết mình làm gì sai, cứ tấp qua bên lề bên phải để cho tránh xe, cho đường, cho như cứu hỏa hoặc xe cảnh sát. Nhiều khi mình tấp vô lề cảnh sát đi thẳng là coi như mình thoát nạn. Nếu mình tấp mà cảnh sát tấp theo là mình biết mình sắp sửa. Thì cái luật cảnh sát những cảnh sát viên giống như những cứu hỏa đó, người ta qua mặt hoặc là đi là phải đi bên trái, lúc mà chạy mà có đèn đồ này kia là phải đi bên trái. Thành ra cái lý do đó mà mấy người phải tấp qua bên phải để tránh đường. Còn nếu mà mình tấp bên phải mà cảnh sát vẫn đi theo mình có nghĩa là đang muốn chặn mình, thành ra phải ngừng lại. Nhưng mà cái này hỏi anh luôn, nhiều khi mà cảnh sát gọi là chặn người ta lại rồi đó, thì người ta đã tấp vào lề rồi, thì thấy mấy ông cảnh sát ở phía sau nói qua loa rồi chớp đèn nhưng mà lâu lắm mới đi tới gõ cửa kêu người ta bắt đầu thủ tục, thì lúc đó trong khoảng thời gian đó cảnh sát làm gì thưa anh?